Hello, xin mến chào tất cả anh em. Đây là một cục đẩy 4 kênh công suất lớn Martin MA1300. Ngày hôm nay thì bên em có bóc ra và test cho anh Thọ, anh ở xã Mỹ Hòa, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp với giá là 10.800.000 đồng. Và anh cũng đã chuyển cọc cho bên em là 500.000 đồng rồi. Thì đây là một cục đẩy rất là đáng chơi để cho anh em chơi ngoài trời, đúng không ạ? Với công suất là 1.300W một kênh thì chúng ta có thể chơi được rất là nhiều các dòng loa và những cái dòng súp kép 50 hoặc là súp đơn em nhé. Chạy mạch Class H tiếng rất là sáng và lên tới là 80 sò LJV kép. Thì đây là cục đẩy không hề kén loa. Ok chưa? Chơi súp cũng được mà chơi full thì cũng rất là ok. Độ bền cao và đặc biệt là con này thì nó quá là đẹp. Anh em thể thấy hình thức nó rất là đẹp đúng không ạ? Về cái mặt ngoài này, mặt đúc em nhé, nhìn nó rất là sáng bóng, rất là chất lượng. Sử dụng 4 cái chiếc áp này đều là chiếc áp bi hết. À, ok chưa? Công tắc tắt mở ở mặt trước này, hàng này quá ok. Sản phẩm này em vừa bóc hộp ra. À, model MA1300, hàng lúc nào cũng là hàng luôn luôn là hai lớp hộp, ok chưa? Hai lớp thùng hộp này thì các bác rất là yên tâm rồi. Đây có sách hướng dẫn sử dụng nữa. Ok ạ. Thì với cái mobile đen này hiện tại thì bên em đang chào bán với giá là 10.800.000 đồng. Bảo hành lên tới là 1 năm. Thì bây giờ sẽ qua mặt đằng sau. Em sẽ gạt các chế độ cầu. Ở đây đằng sau thì có, anh em có thể quan sát nó có những đường input này, kết nối cổng AB này, cổng CD này. Ở dưới thì nó có những cổng link em nhé. Chúng ta có thể link từ cổng A sang cổng B hoặc từ cổng AB sang cổng CD đều được. Đấy. Đầu ra thì kết nối loa thì bắt buộc thì chúng ta phải sử dụng bằng cái jack. Đấy, cái jack lưu trích này nhé. Về anh em cắm vào là xong thôi. Rất là dễ dàng và thuận tiện, đúng không ạ? Nhanh. Đấy. Còn ở đây các chế độ gạt panel starter thì để vị trí giữa hết nhé. Để giữa nó sẽ là starter này. Đấy. Rồi ok, bây giờ sẽ cắm nhạc vào. Đấy, giờ em sẽ kết nối nhạc từ máy tính và cắm thẳng vào cục đẩy. Không có qua vang nhé, không qua vang, có lọc xì lắng tiếng gì hết. Sẽ chơi mỗi kênh sẽ chơi ra một quả loa bát 40 và một quả loa bát 30. Đấy, sẽ bật công tắc nguồn lên để cho anh em cùng xem. Em sẽ cắm điện nguồn vào. Cái dây nguồn này nhìn nó quá chất đúng không ạ? Dây nguồn đúc luôn. Khi chúng ta bật công tắc thì nhớ đợi cái dơ ne này nó ngắt. Đóng ngắt xong thì chúng ta anh em sẽ mở lên nhé. Và sẽ test một cái bản nhạc ở máy tính đi. Em cũng lấy một cái bản nhạc này, anh em cùng nghe này. Test từng kênh 1 này, ok chưa? Kênh 1 sẽ chơi sang vế bên tay trái nhá. Kênh 2 này. Kênh 2 sẽ chơi sang vế bên tay phải này anh em. Cả hai kênh. Đèn hơi nháy ni ti một chút thôi. Một cục đẩy rất là đáng chơi, đẹp. Chất âm rất là khủng. Rất là đã tài đúng không ạ? Rất là căng thì chúng ta chơi cái cục đẩy này ở ngoài trời anh em chơi 5-6 tiếng đồng hồ không bao giờ sợ nóng và không bao giờ sợ bị vỡ tiếng. Tiếng nó ra nó rất là chắc gọn anh em nhé. Đánh thoải mái luôn, sờ êm, quá khỏe luôn. Cục đẩy này nó khỏe như con trâu ấy.
1.300W và cân nặng của cục đẩy nó rơi vào tầm 43 đến 45kg. Bây giờ sẽ chuyển sang hai kênh tiếp theo. Em sẽ test sang kênh C và kênh D. Ở đây test thì nó khá là nhanh thôi. Chúng ta test trực tiếp như này thì anh em mới cảm nhận được chất âm rõ rệt của cục đẩy. Và sẽ mở thêm một cái bản nhạc. Em sẽ mở một cái bản nhạc khác để nghe nó sẽ chi tiết hơn rất là nhiều. Một bản nhạc remix anh em nhé. Kênh 1 này. Kênh 2 là okay chưa? Hơi nháy một chút rồi. Em cũng đã test xong cục đẩy MA1300 này. Ngay bây giờ sẽ đóng hàng vào và gửi cho anh. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Anh em có nhu cầu muốn lấy một mẫu đẩy đẹp chất thế này, liên hệ trực tiếp với bên em qua số điện thoại bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.